Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay thì anh em mình sẽ cùng nhau lên 68 game bài chốt lãi anh em nhé. Đó, 39M hôm nay anh em mình sẽ cùng lên tài xỉu trên 68 game bài này. Anh em nào mà đang hỏi đến link tải game này thì mình để ngay trong phần comment này, kèm với link tham gia nhóm Tele anh em nhé. Vào bàn xanh xem cái hũ xem nào. Ui, bệt anh em ạ. Thôi, theo nhẹ luôn hai củ rưỡi anh em nhé. Để xem tay đầu tiên anh em mình bắt nhanh này. Tay đầu tiên được rồi anh em ạ, 11 tài này. Đấy, vừa mới vào thấy ngay đây biệt úp luôn anh em ạ. Ở đây anh em xem lại nào. Hũ thì vẫn đang to chưa nổ này. Đó. 3 này, 5 với là 9, 9 tay liên tiếp rồi. Bây giờ từ tay thứ 10 đổ đi thì mình nghĩ là khả năng cao nó bắt đầu gọi là có nguy cơ gãy rồi anh em ạ. Anh em nhìn thấy cái tay này, anh em thấy bẻ luôn tay biệt này là hợp lý rồi. 5, 7, 9 là những cái tay gọi là tay biệt dài rồi. Đó, anh em mình sẽ vào 8 củ đi, 8 củ xỉu nhá. Đó, mã xỉu tay này anh em mình chốt này. Đó, cầu này thì anh em mình gọi là đang có hai cái bằng chứng rất là lớn là nó đã trên 9 tay. Và thứ hai là nó là đang có một cái tay biệt 4 đằng trước rồi. Bây giờ khả năng cao là có thể kết thúc cái tay tài này và bắt đầu một cái mã xỉu đến rồi anh em ạ. Được chưa anh em? Nhìn thấy 3 là anh em biết rồi nha. 1, 2, 5 là anh em biết rồi nha. Đó, nó gọi là trúng ngay tủ luôn, không thể trượt đi đâu. Không thể trượt đi đâu được. 49 củ 685.000 anh em ạ. Ấy giời ơi, bệt này với chúng tôi này, bắt hai tay thôi nhá. Hai tay, một tay trong bệt, một tay hết bệt này. Bắt một phát nhà tái trầm trồ mẹ luôn đấy. Đấy. Anh em mình không cần phải ăn nhiều tay, không phải thắng nhiều tay, chỉ cần thắng những cái tay quan trọng thế thôi anh em thấy chưa? Đó, những cái cò như này mà không bắt nữa được thì thật sự là quá phí anh em ạ. Giờ là một tay 80 rồi, tay tiếp theo là anh em mình tiếp tục vào một mã tài bé đi. Đó. Có lẽ là vào mấy trăm thôi anh em ạ. Một trăm tám, ok. Xem nào. Ui giời ơi, thiếu một anh em ạ. Mà không sao, 108 này so với cái số lãi anh em mình có thì nó cũng chả đáng là bao nhiêu anh em nhá. Đấy, rất tỉnh, rất đẹp trai. Một cái nước đi tài 108 như thế này, chứ 1 triệu 8 thì nó lại khác của anh em ơi. Đó. Và đây hai cây xỉu liên tiếp rồi này. Cây này thì mình nghĩ là nó bắt được thêm hai câu, hai cây xỉu nữa không cho nó thành cầu đối anh em nhỉ. Và anh em mình bắt thử đi. Đó. Bắt một tay to như thế rồi thì bây giờ anh em mình cứ gọi là tách chút số vốn ra, mình đánh cái phần lẻ. À, bảo toàn lại cái số lãi mình vừa mới bú được lúc nãy thôi. Đó. Bây giờ thì anh em mình cứ vào tầm 700 vào tay này đi. 700 tay xỉu, bắt tay thứ 3 xem nó có về một cái tay cầu đối ở đây không. Đó. Xem nào. Úi dồi, 6 rồi. Ui rồi ôi, anh em nhìn thấy đây hai con 6 là tôi biết ngay mà. Đây là 521 rồi anh em này. Đó. Tiếp tục nuôi một mã xỉu to lên anh em ạ. Nuôi để gỡ lại quả lúc nãy anh em nhá. Đó. Anh em mình hiện tại thì vẫn đang chỉ là đánh trên cái số lãi của mình thôi. Cố gắng gọi là nhích lên từng ít một anh em ạ. Đó. Gãy gãy qua hai tay liên tiếp nhưng mà không sao, không ăn thua gì với cái tay mà anh em mình ăn một phát thì cả. Đó. Anh em mình cứ gọi là khoanh số lãi lại, chia ra nhiều phần bé để anh em mình có thể đánh dần anh em nhé. Như thế là an toàn nhất, giữ cho anh em được nhiều vốn nhất anh em ạ. Đó. Và anh em nào mà muốn biết thêm nhiều phương pháp mà tôi đang soi giống như thế này, đó, thì anh em có thể vào ngay cái phần comment, trong đấy tôi để ngay link tham gia nhóm Telegram của tôi nhé. Hướng dẫn anh em này, kéo anh em này, phát lục cho anh em hàng ngày luôn ạ. Ok, giờ khui nào anh em ơi. Để xem nào. 666, úi dồi ôi, 8 điểm anh em nhá.
cả hai cái con ba này là nó thật sự là nó không làm mình rén đâu. Thấy con hai này rồi, hai con ba ấy mà kèm theo con năm nữa thì mình mới gọi là sợ thôi anh em ạ. Đó, hiện tại thì mình đã lên được 50 củ rồi anh em nhá, hai 230k đấy, 50 củ 230k đó. Kiếm thêm được anh em. Bây giờ anh em mình sẽ tách ra lấy cái 230k này, anh em mình đánh dần nhá. Tay vừa rồi đấy, anh em mình vừa ăn rồi nên là nghỉ một tay đi, đợi một tí anh em ạ. Đó, anh em có thể vào một mã xỉu ở đây này đó, à không, mã tài đi anh em ạ, bắt một một mã tài hợp lý hơn anh em nhé. Đó, lần này thì anh em mình gọi là tạm thời ngồi xem thôi, ngồi xem tay này xem có đúng là tài hay không. Đó, mình nghĩ là một cái cầu một một nối tiếp ở đây nó cũng là hợp lý mà thôi, bởi vì con tài xỉu bán xanh này thì nó thường nó hay chạy theo cái giá trị như vậy mà. Đó, biết ngay mà anh em, một một anh em ạ, tài luôn đấy anh em. Đó, đoán ra nhưng mà anh em mình không vào ấy. Không vào bởi vì là tránh bị bắt cái tay đấy anh em nhá. Đó, bên này bắt ba thì sau này anh em mình sẽ vào một mã xỉu nữa. Đó, bắt mã xỉu đầu tiên 230k thôi là hợp lý rồi. Đó, đánh cái số lẻ này giữ lại 50 củ để gọi là chốt số lãi đi nhá. Đó, chắc chắn đánh kiểu như này nhà cái chỉ có khóc mà thôi nhá anh em nhá. Cái kinh nghiệm như này là kinh nghiệm gọi là thực chiến mà mình đã đúc kết qua rất nhiều thời gian, rất nhiều kinh nghiệm rồi anh em ạ. Đó, thật sự là cái con tài xỉu này mình thấy là nó khá là hợp lý, là anh em có thể chốt lãi hàng ngày nhá anh em nhá. Đây xem nào, xem nốt tay này mình sẽ nói tiếp anh em này. Ui rồi ôi, vừa đủ xỉu luôn anh em ạ. Đó, mình bảo là cái con tài xỉu này nó rất dễ để chốt lãi hàng ngày, bởi vì là nó cầu nó giống như mã cốt thôi anh em ạ, nó cứ chạy qua chạy lại liên tục thôi. Đó, nên là nếu mà anh em chơi nhiều thì anh em sẽ hiểu được cái quy luật của nó và có thể bắt được là hoàn toàn rất là tốt anh em nhé. Này 39 khởi đầu và 50 triệu 449 kết. Đó, nó là 11 củ anh em ạ, 11 củ một ngày, rất là béo bùi luôn anh em nhé. Đó, bây giờ chơi như nào phải như này để nhà cái trầm trồ anh em ạ. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi đến cuối video nhé. Anh em nào mà thấy những cái video mình chia sẻ này, những cái phương pháp mình chia sẻ nó hợp lý ấy, thì cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ nha. Đấy, bây giờ thì chắc là kết thúc video. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau anh em nhé. Đấy, bye bye tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong một ngày gần nhất.